Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một tựa game mà có lẽ là các bạn đã chờ đợi khá là lâu rồi. Và nó có tên là Assassin's Creed Syndicate. Và hôm nay mình cũng rất là háo hức để được thử cái tựa game này. Và như các bạn đang thấy đây, nó đang có một cái countdown. Tại vì trên game PS4 nó rất là cụ thể, rõ ràng về cái thời gian mà game ra mắt. Và hiện tại là mình đã download xong cái tựa game này rồi. Và mình chỉ cần đợi đúng cái countdown nó xuống số 0 là các bạn có thể chơi ngay lập tức. Và như các bạn đang thấy đây, và đã khoảng còn 30 giây nữa là mình sẽ được vào game ngay lập tức thôi. Và như mình đã nói là năm ngoái là mình, sau khi kết thúc series Assassin's Creed Unity, mình hứa với các bạn là năm nay mình sẽ tiếp tục Assassin's Creed Victory. Hay cái đó chỉ là một cái code name thôi. Và bây giờ nó cũng đã được thay đổi bằng một cái tên khác, đó chính là Assassin's Creed Syndicate thay vì Victory. Tuy nhiên những cái gì mà nó leak, nó lộ, và những gì mà các bạn đang mong chờ nó y hệt như những gì bạn đang tưởng tượng. Và mình mong là cái series này sẽ là hay hơn năm ngoái. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay luôn. Star đó, bây giờ cho mình chọn rồi. Đây, cho các bạn xem lại một lần nữa. Là hiện tại là mình đã đào xong hết rồi, complete luôn. Và mình mong là các bạn sẽ thích series này của mình. Và nếu các bạn nào thích, các bạn hãy bấm like và subscribe cho channel của mình để có thể xem thêm nhiều tập tiếp theo. Và nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy bấm like để tạo động lực cho mình để làm thêm nhiều video clip nữa trong những lần sau như thế này. Và đây cũng mình xin cũng xin nhắc lại là đây là lần thứ hai mình chơi Assassin's Creed Unity. Đây là lần thứ hai mình chơi Assassin's Creed thôi. Lần đầu tiên mà mình chơi đó chính là Assassin's Creed Unity. Ok, và ngoài ra mình cũng nói thêm là cái tựa game này nó khá là giống phía sau với GTA 5. Theo mình biết là bạn sẽ có hai nhân vật chính lận. Ví dụ tương tự như GTA 5 là các bạn có tới 3 nhân vật chính, là bao gồm Trevor, Michael, Franklin chẳng hạn. Thì trong Assassin's Creed Syndicate các bạn có tới 2 nhân vật chính là một cặp song sinh, chị em chứ không phải là anh em, tại con chị nó lớn hơn. Con chị có tên là Evie Fry, thằng em có tên là Jacob Fry, cặp đôi song sinh nhà Fry. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu game luôn. Và cũng như nãy mình đã nói là mình mong là các bạn sẽ yêu thích cái series này và ủng hộ mình cho đến hết tựa game luôn. Và bây giờ mình đã bắt đầu. Ok, nó đang check một số thứ để có thể bắt đầu game ngay bây giờ. The past is your playground, Abstergo. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Bex. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you.
You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows, as I have warned you time and time again, whosoever controls London controls the world. The iron ship's from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the greed guide you, you vagrants! Poor man. More afraid than ever. Years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. Like this. He's disrupting the other workers. Shut his trap and get the machine fixed. And send me some laudanum for my head. Coming right up. Và bây giờ có lẽ là mình nghĩ là sau cái đoạn cutscene hồi nãy giờ có lẽ đây là chính thức mình đã bắt đầu chơi từ game này rồi. Và nhân vật này thấy đẹp, quá đẹp luôn. Và mình đang điều khiển nhân vật Jacob. Và nhiệm vụ của mình là phải locate and assassinate, tìm kiếm và xác định và ám sát cái thằng Rupert Ferris. Đúng, nhưng mà đầu tiên mình phải tới chỗ thằng Ferris đã. Bấm R2 để free run nè. R2 để coi, đây. Mình nghĩ là cái cơ chế nó sẽ giống như Assassin's Creed Unity năm ngoái thôi. Mình nghĩ là nó cũng không khó và sẽ có nhiều điểm tương đồng với Assassin's Creed Unity, tại đây là cái thể loại chung thôi mà. Game nó có vẻ nó cũng như nhau hết thôi. Thay đổi thì nó cũng không nhiều lắm. Chí ít là nó cũng phải thêm vô. Nhưng mà bấm R2 để chạy thì nó giống như cái phần năm ngoái là Unity. Mình thấy cũng không gì khác lạ cho lắm. Và nhảy là bấm X thì nó cũng tương tự như vậy. Thì hiện tại là mình đang chơi trên bản PS4 cho nên nó sẽ khác với mấy bạn nào chơi trên PC, tại vì đó là
chuột với tay cầm rồi. Sabotage. Để tắt cái này ra. Ok. Hai cái bánh chuột quay nó dừng lại rồi. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi cái tựa game này luôn, cho nên có vẻ là nếu như mình chơi mà mình tìm được có vẻ ngáo ngáo hoặc là không biết đường đi thì mong các bạn thông cảm cho mình. Tại vì tất nhiên là mình chơi là tất nhiên là mình không có biết đường trước được, tại vì mình quay thẳng luôn, quay trực tiếp luôn, cho nên nó ngáo ngáo thôi. Cái thứ hai cũng đã xong rồi nè. Cái cần này, ủa sao nó vẫn còn chạy ra sao? Thường là cái tựa game này có cái nó có gợi ý nó khá là rõ ràng. Ở đây đây còn cái nữa nè, Sabotage. Đóng cái này luôn. Còn cái gì nữa không ta? Hai cái chục bên kia dừng lại, bốn cái chục dừng lại luôn rồi. Có ơi, cái thằng áo đỏ hình chắc thằng boss hay gì cái kiểu phải không? Mình cũng không rõ. Mình có khả năng là mình nhảy xuống luôn. Địch quá hay. Chết nè. Quá đẹp. Coi chừng thằng kia không thấy. Ủa thằng này có phải mình có nên giết không? Giết nè. Ủa cái này mình không có kiểu như tấn công luôn ấy, kiểu là đâm một phát chết luôn á, phải đánh nữa chứ. Kỳ này cả Assassin's Creed có cả thanh máu. Nè. Ảo nè. Mỗi lần nó vàng lên là mình phải né. Đó, quá ảo luôn. Còn thêm thằng nữa cơ. Cái này nó hơi khó điều khiển. Bậy nè. Ủa cái đầu thằng này khá là cứng á, chứ đập bằng đầu không à. Break defense. Né xong rồi đánh. Như boxing vậy á. Đánh. Quá hay cho đội tuyển Jacob. Chúng ta đã xong rồi một thằng à. Rồi chúng ta giết hết ba thằng luôn, còn đâu nữa? Có lẽ chúng ta phải tới kia. Đây, ngay đây. Open cái này ra. Vãi thanh niên. Thanh niên đang đứng diễn văn hay cái kiểu hay gì á nhỉ? Kiểu đang hưởng thụ đời sống rất là hạnh phúc. Có vẻ như rất là hạnh phúc ấy chứ. Quá vậy, đang nói chuyện gì vậy? Thôi kệ đi. Bấm R2 cộng X để nhảy. Cái này khá là giống với Assassin's Creed Unity. Nhưng mà nó giống về cơ chế điều khiển thì mình không nói, nhưng mà nếu mà nó giống luôn cả về ba cái này nọ thì mình khá là thất vọng, tại vì mình cần một cái đó cải tiến hơn so với năm ngoái, chứ không phải là cái gì nó cũng copy và pass đùng cái dễ dàng như vậy. Để mình đi cái này đi luôn, nó bảo mình phải lên cái móc đó, nhưng mà đi cái đường kia thì nó nhảy không được, nhưng mình phải lên đây luôn. Ngay đây có chỗ lên nè. Lên đây. Mình nhảy qua cái ban công bên đây rồi không ta? Mình sẽ nhảy không được, mà mình lên đây thử coi. Nhảy một phát lên tới kia được không ta? Chắc được. Gồm máy không sao? Sao nãy không chèo mẹ chứ rồi, mình cứ tưởng là phải nhảy hay gì cái kiểu. Rich Free run down. Ôi má, tưởng té ra ngập mặt rồi chứ. Cái gì đây? Detection. Những đứa nào nhìn thấy bạn có thể nghi ngờ bạn, hoặc nếu như bạn đang trong tầm ngắm của chúng mà càng gần thì chúng nó sẽ trở nên giận dữ và có thể tấn công bạn. Thậm chí là chúng ta có thể ra những chỗ mà có cover để né tụi này. Ok, đã hiểu. Má, mình giết đúng nghệ thuật luôn. Phải nghệ thuật như vậy chứ, mấy tụi kia không sợ luôn hả? Nó chạy đi, mấy chú nên chạy. Ủa, còn nhóc nữa nè. Thì mình biết cái bối cảnh của tựa game này là ở London rồi, từ từ để đi đường khác đi. Kiểu như mình đang rất muốn làm Assassin và không muốn hủy hoại bất cứ những cái phút giây stale nào cả. Mình muốn làm Assassin hơn thay vì Rambo như trước. Mình thiết nghĩ là nó sẽ hay hơn là so với mình không nên giết này đâu. Đi đường vòng đi. Giết nhiều quá thì cũng không có gì lợi thế cho mình cả. Để có hai thằng. Hay là mình lên trên đi hả? Cửa này đóng rồi, không biết có vô đi không. Nhưng mà thiết nghĩ là mình nên đi lên trên. Để ra cái thùng này coi. Rồi, mém. Game này khá là đa dạng về cách lựa chọn chỗ đi và cái cách mà nó thể giúp cho ta suy nghĩ nhiều hướng khác nhau hơn thay vì chỉ đi một vài hướng cơ bản. Thì đó, cái điều khá là hay. Tựa game sắp tới như là Hitman thì có lẽ nó sẽ giống na ná như vậy. Nhảy qua được không ta? Nhảy qua được nè. Ngon. Cái gì đây?
stealth, nếu như chúng ta lẻn lén lút á, chúng ta sẽ khó bị phát hiện hơn và có thể đi di chuyển nhanh hơn. Cái vòng stealth, cái vòng xung quanh nãy là mình thấy á, nó sẽ hiện cho mình thấy là kẻ thù ở trên hay ở dưới. Ô, bấm L2 để nhắm, bấm R2 để chọi dao. Ồ, cái này hay á. Hồi trước đâu có vụ chọi dao đâu, bây giờ có vụ chọi dao nè. Cũng hay. Mà để coi lại. Ồ, ok. Thế này cũng dễ, không có gì khó, nhưng mà để chắc thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp, còn hàng ở đây nữa nè. Mấy thằng kia hình như công nhân hết mà phải không, bên đây cũng không có đứa nào. Còn ai nữa không ta? Kiểu như check cho chắc ăn luôn chứ lát nữa xong ra cái ăn hành nữa. Thấy cũng kỳ. Bây giờ có Eagle Vision rồi, Eagle Vision hồi trước nó dùng bóng nút tam giác. Bây giờ chỉ sang L3 như thế này. Ủa sao không có spot gì vậy? Cái gì vậy, ngồi à? Kiểu như hồi đó nếu các bạn bật cái Eagle Vision lên, nó tự động nó spot địch trong khoảng không mà các bạn đứng gần đó. Nhưng mà ủa sao trong đây mình bật lên nó cũng như không, thì Eagle Vision nó cũng đâu có khác gì bình thường đâu nha. Nhưng mà dí được một thằng rồi. Mình nghĩ mình là sẽ lên đây, đi lên trên, đi trên cao càng tốt. Hơn là so với việc mình đi ở dưới. Đi trên đây là tại vì ít, mình nghĩ là sẽ có ít kẻ thù trên đây và đi nó sẽ an toàn hơn. Nên ok, để mình đi trên đây. Thiết nghĩ assassin mà chúng ta không thể, oh what the fuck. Không thể cái gì chúng ta cũng lao vào được, nó rất là hỗn tạp. Chơi như thế là không phải gọi là assassin nữa rồi. Lâu lâu mình cần mấy pha kiểu như Uncorner nhập vào tinh tế trên từng hạt gạo. Ô làm sao xuống đi. Ở đây xuống được rồi nè. Tinh tế trên từng hạt gạo chứ không thể nào mà xong như thế được. Ô mình xuống đây được không ta? Sợ lính ở dưới nhiều quá. Xuống cái mà cái Eagle Vision mình cũng không được việc là mấy. Muốn xuống nhưng mà sợ phát hiện thôi. Để mình đi, nghĩ là nên đi đường vòng qua kia thử coi. Kia có cái cửa không biết vô được không ta? Có cái cửa không ta? Dưới đây có thằng nè. Xuống rồi, đó. Quá đẹp trai. Đi nhẹ nhàng và tình cảm. Sâu lắng và không nên giết ai chi cho mệt. Mình nghĩ là chắc hôm nay không có ai đâu nha. Có thì má đu vậy. Ừ, thôi hết hồn. Xuống cái để bắn thằng này thử coi. Chọi dao. Chọi ngay đầu nè. Đó. Chuẩn luôn. Chuẩn quá chuẩn. Ê, còn thằng bên tay phải nữa nè. Ôi, nhìn con dao ghê quá. Ê, nhìn con dao dính trên không luôn ghê. What the fuck. Ôi, má, coi chừng bị phát hiện khó chịu ghê. Ôi, hình như nó vẫn chưa có báo động nha. Mình nghĩ là cái game này nó sẽ không giống như cái game Metal Gear Solid phần 5. Một khi các bạn đã bị một thằng nào đó nó báo động rồi là coi như các bạn bị phát hiện toàn tập luôn. Không có đường nào các bạn né được, nhưng mà trong đây thì theo mình thấy là có vẻ như nó cũng vậy. Thằng này nó đứng gần đó bị phát hiện, nó phát hiện thằng kia thì thằng này nó cũng ngáo vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Điển hình như là cái thằng này chết vẫn không hiểu tại sao và ăn nguyên một con dao ngay cổ. Nhưng mà giờ có vụ dọn xác nữa nè. Ủa nó bảo mình lại, ủa cái chỗ này bị đóng rồi, what the fuck. Má, để chèo lên đây thử coi. Ờ được rồi nè. Ủa sao nó bảo mình lên đây nè. Ủa vừa đúng chỗ luôn, quá đẹp. Đâu, để đi tìm dân chơi, mấy dân chơi cho mấy có còn dân chơi nữa đúng không. Không hết rồi. Ê cái gì đây, ui. Còn thằng bên ngoài để thủ sẵn dao coi. Vô là chọi. Ủa má không chết nữa hả? Châu bò vậy. Ôi nó còn nhìn chỗ khác nữa chứ. Giờ mới chết nè. Đó. Chết nhanh hơn lỡ tiện hơn không. Lúa thử coi xem có gì đặc biệt không. Nếu mình chọn con dao mà mình không lút lại là mình mất con dao đó luôn. Là có nghĩa là mỗi lần mình chọn xong mình phải lại lút thằng đó để mình lấy hồi con dao lại. Và nhiệm vụ của mình là mình có nên lên không ta? Bên đây còn nào nữa không? Hỏi cho chắc. Mình cũng không rõ là mình lên đây là nó có kiểu như cái vụ mà ẩn nấp vào đám đông á. Nó đi có lẽ nó sẽ an toàn hơn là đi phơi phơi với cái tướng vẻ hiên ngang như vậy. Chết ra coi. Mấy con nít nè.
con nít một đống luôn, biết nó làm gì đây mà nhìn khu này giống như khu khu nhà trẻ. Mình cũng không biết nói sao nữa, nhìn nó kỳ kỳ mà nhìn nó cũng giống như nhà tù vậy á, đối xử với con nít như vậy thì nó hơi lạ đó nha. Mình cũng chưa từng thấy sở hữu con nít mà nó đánh đấm như vậy. Có khi nào cái chỗ đó là cái chỗ chợ đen buôn bán trẻ con chắc kiểu, cũng có thể chứ. London hồi đó mà mọi chuyện đều có thể xảy ra, mặc dù mình không có rành về ba cái London cho lắm nhưng mà ai biết được. Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Và cái thằng kia nó ngồi tuốt trong kia luôn. Vấn đề là làm sao để mình lên được tới chỗ đó mà mình không bị phát hiện. Cái có thằng này đó. Bên đây không có thằng nào nữa ta. Nghe mặt mình có thằng luôn mà mình không để ý. Đó, một em. Ôi, cái gì sao nó phát hiện lại vậy? Ủa sao thấy mình lại vậy? Đó. Ôi, bây giờ nó có cái thanh máu nữa nè. Thanh máu là cho mình nhận biết dễ dàng hơn. Eagle Vision. Chúng ta phải tag enemy bằng cách nhìn vào để đúng thì chúng ta mới có thể tag được. Để lấy lại cái con dao đó, tao hết dao rồi. Bà chửi, trời tụi bay mệt chết bà luôn. Mỗi lần loot gì được có ba bản anh hay sao á. Mà nếu mà nó vẫn giống như bản Unity kỳ trước thì mình không mong gì nhiều về cái việc loot đồ như thế này. Tại vì loot đồ thì nhiều nhưng mà tiền thì ít. Kiểu như ba bản như vậy, bạn loot tới bao giờ mới xong. Như năm ngoái Assassin's Creed Unity đi, đồ vật thì lúc nào cũng trăm mấy ngàn, mà trong khi mỗi lần bạn loot á chừng có mấy trăm. Mà loot kiểu đó thì loot tới bao giờ mới được trăm mấy ngàn để mua đồ cái đồ. Trừ khi bạn chơi hết cái nhiệm vụ chính rồi các bạn có được cái kiếm mạnh nhất rồi thôi, chứ không thể nào mà các bạn cày không mà các bạn có thể được kiểu đó hết. Single player không bao giờ là đủ. Nhưng mà đồ các bạn càng nhiều thì nó từ từ để giết hàng này ra. Đó, quá đẹp. Ủa, một phát ngay chết luôn. Ủa, nãy mình nói cái gì mình quên mất tiêu ta. Kiểu như là gì quên nữa rồi, phải đái thịt. Là kiểu như tiền thì nó nói chung là nó không có nhiều, buộc các bạn phải chơi kiểu như mấy phần online, kiểu như co-op với nhau cái kiểu thì mấy bạn mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra thì mình cũng không rõ là trong này có phần online co-op cái kiểu hay không, chắc có lẽ là mình sẽ tìm hiểu sâu vậy. Và mình nghĩ là có, mong là có. Năm ngoái Unity còn có, chẳng lẽ cái này không có, đúng không? Unity thì tới 4 đứa một phòng làm 2 gì nọ thì 1, 2 gì 20 mấy ngàn thì mới đủ tiền mà mua kiếm cái kiểu thì mới nâng cấp được con mình. Mình thì cũng muốn nâng cấp lắm nhưng mà rõ ràng là nãy giờ còn Roblox hay gì đó, có lẽ là mình chưa tiếp cận được cái bản unlock hay cái kiểu. Có lẽ cái đó mình sẽ nói sau vậy. Ở đây có cái entry point này. Xuống đây đây đi cho nó an toàn, có nhiều cách tiếp cận lắm. Và hình như là nó có gợi ý cho mình bằng cách nó chỉ cho mình cái entry point là cái chỗ để tiếp cận. Và có khá là nhiều cái entry point để mình có thể tiếp cận. Ví dụ đằng kia cũng có thằng cái thằng nữa kìa. Ôi, nó thấy mình rồi sao á. Ôi, thằng này thằng nhóc mà. Đợi nó lên thử coi. Đợi nó lên. Lên chưa? Nó đang gần lên tới. Ôi, nhìn cái đầu mình kìa. Lên đây. Đúng rồi, đừng, một là mày đừng có lên, hai là mày đi lùi lại. Đúng rồi. Ôi, nó lại, what the fuck. Ôi, nó lên lại kìa. Dí nó luôn. Ôi, sao không dí nó một cái được. Ôi, chết nè. Quá đẹp. Cái hệ thống combat lánh đằng này, animation nó ảo thật. Ôi, kìa mẹ đi, chắc cũng không ai để ý thằng này đâu. Cho nó nằm đó, chắc cũng được mà. Ý, thằng này có cả throwing knife nữa nè. Cũng được. Có cái để chọi. Đâu, hình như chúng ta tới cái điểm ám sát rồi. Đây, thử. Một phát nè. Ôi, chưa chết hả? Ôi, chưa chết hả? Ôi, má chọi ba cái nó mới chết. Gì châu bò vậy? Ôi, má mấy thằng mập công nhận châu bò thật. Ui, what the fuck? It is done.
Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Lâu lâu gặp phải mấy thanh niên đúng nghĩa châu bò luôn, nhìn bà vợ kìa chắc cũng hoảng lắm, nhưng mà cho sinh lại ba cái ôi mẹ nó quái thú mẹ rồi, nó nuốt mẹ luôn ba cái con dao rồi, má ông nội chết bựa thiệt chứ trời, má nuốt mẹ luôn ba con dao rồi, vãi đái thịt, má thằng mập nó dậy thiệt luôn á, trời đùng cái ba con dao vô người đó nín rút ra không được luôn, má mở che lấp luôn rồi, mẹ có ba con dao cuối cùng chọi vô người cái giờ hết mẹ dao luôn rồi, vãi thịt. Free run R2 ok. Vãi cái lộ mèo hay vãi. Hay anh thích trò này rồi đó. Đúng rồi phải vậy chứ. Đúng rồi. Ở cái gì? Ủa sao nó phát hiện lẹ vậy? Ủa nó tới rồi. Nó thấy mình rồi. Ở bà đàn nào nó cũng thấy rồi chạy chứ mệt. Đó lại đánh luôn. Đàn ông với nhau cả. Ơi cái thằng này. Ơi nè đó. Ngoài né quá đẹp. Quá đẹp nè. Đó. Ồ một phát xuống tàu luôn rồi. Đó. Đúng phải vậy chứ. Ủa nó đỡ rồi. Đỡ hả mày? Ngày nghĩ sao? Ui đi đâu khai thằng nữa nè. Từ từ để né. Ây da né đó. Đúng rồi quá đẹp. Ủa thằng kia chưa chết nữa. Ủa mấy cái combat khá là ngộ. Đây bỏ ra. Này chưa né. Mày nữa xuống dưới luôn. Ây mẹ đâu. Mình hình như có 3 cây máu rồi. Ủa thằng kia cầm súng. Cầm súng. Trời má còn có giọt rồi. Mém chết. Mày cầm súng nè, còn nào nữa không? Lên luôn đi. What's your buckle, boys? We seem to have made an unscheduled stop. Ôi vãi thật. Má nó bắn một phát là chật đường ray mà rớt xuống dưới đây luôn. Ôi má giờ cơ mình. Tưởng không mấy thanh niên này tạch rồi chứ. Mình nghĩ là nên trèo lên thay vì trèo xuống như thế này. Đang là mình trốn lên trên chứ nhỉ. Ôi ôi. Mấy em nó té dập mặt rồi. Để lại rồi. Đó đó là 1, 2, 3. Nhảy. Quá đẹp trai. Ôi cái gì nữa vậy? Ôi hên quá kịp á. Mình nghĩ là mình nên chạy đi, cái khu này nó sắp tan tành rồi. Tan thành mây khói rồi. Nhảy luôn. Mấy cái những pha này như thế này nhìn nó hơi ngầu quá chứ. Đúng nghĩa assassin. Có gì một ngày mình parkour như mấy anh vàng này thì sao? Một ngày nào đó. Và như các bạn đang thấy là mình đang chơi nhân vật Evie Fry.
Đây là nhân vật chị của cái thằng nãy mình chơi, thằng đó tên là Jacob Fry, hai chị em song sinh, hai chị em song sinh nha, chứ phải là kia. Evie và Jacob. Đây là một cái nút thắt mới trong cái tựa game Assassin's Creed, nó tạo ra một cái luồng gió mới cho tựa game như thế này. Nó làm cho mình có cảm giác giống như GTA, nhưng mà thay vào đó nó không có quá là kiểu như là kiểu dạng copy paste như hồi trước nữa. Nó có gì đó đổi mới hơn mà mình có vẻ là mình thích hơn. À, ngoài ra mình cũng tính nói thêm đó là mình thích mà cái cách mà Ubisoft tạo ra nhân vật nữ như thế này. This is where the piece of Eden will be located. No loose ends. Now, did you couple the locomotive and create a diversion? Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Giờ mình sẽ hút sáo dân này lại gần. Ồ, quá đẹp luôn. Một phát ồn. Giờ nó có cái vụ đẩy thằng này vô trong cái cover để không bị mấy thằng khác thấy. À, như hồi nãy mình cũng nói là mình thích cái mà Ubisoft làm nên nhân vật nữ như thế này. Nhìn bộ giáp nó ngầu ha. Ngầu thiệt, nhìn nè. Ờ, là nó tạo ra một cái hình ảnh là cũng không quá là sexy và cũng hợp lý hơn là so với điển hình như các bạn thấy là cái tựa game Metal Gear Solid 5 vừa rồi. Nó nhìn quá ư là điển hình là con quiet. Nó mặc đồ khá là thiếu hợp lý và nó không giống một cái Assassin nếu như trong tựa game này. Nó không giống một Assassin đúng hiệu, tại nó quá hở hang và nó quá phản cảm đối với mình là vậy. Còn cái cách mà nó tạo dụng nó cũng, con EV nó cũng không quá hở hang và nó cũng y từ từ. Ôi trời, ôi mấy, chưa chết nữa hả? Ôi mới chọn người với hai cái mới chết. Ừ, và nhưng mà cũng nó đơn giản là con này nó mặc kín đáo mà nó cũng toát lên cái vẻ đẹp của nó. Không cần phải quá như là Metal Gear Solid 5 hoặc là Dead or Alive 5 chẳng hạn. Mình không thích điều đó. Ừ, nó quá phản cảm đối với mình là vậy. Ừ, đây có hai thằng. Đây chọn phát ngay đầu cho nó chết luôn. Ôi má, không chết luôn. Ê, còn hả? Mình kia nó phát hiện không mình? Má nó lay luôn. Ôi, con nhỏ này có cái gậy. Nhìn chất chứ mà với lại nó rất là chuyên nghiệp. Để mình lấy lại cái này. Cái đã. Còn nội này nữa. Chết tướng bự vậy. Ok. Để mình đi lên khúc này coi. Còn 140 mấy mét nữa. Ơi, có ai đây vậy? À, chắc thường dân thôi chứ không sao. They will send us to the lab. To the lab? The lab là cái gì? Cái phòng nghiên cứu, nhưng mà cái phòng nghiên cứu gì mới được chứ? Không biết có gì đặc biệt ở đây không? Ủ đứng lên, cởi cái nón ra. Khá là ngầu. Một hàng. Ôi hết mẹ rồi. Ôi phát hiện lại vậy? Xuống đây. Chị đợi em. Đừng nhường với Tree. Nghĩ sao vậy? Đùa hả mày? Đùa, ôi trời. Con gái đứa mà đánh vậy là hơi quá tài đó. Cắt cổ ghê quá. Một phát ngay cổ xẹt một cái. Ê mấy pha như thế. Ôi nhìn thanh niên này chết nào, what the fuck. Nó bự thật. Con nhỏ này khá là tàn nhẫn nhưng mà cũng khá là lịch lãm và quyến rũ quá chứ. Phải vậy chứ, Assassin phải vậy chứ. Nó là sắp tới rồi nha. Hôm nay mình chạy qua mấy cái chạm ga rồi đó mà nó vẫn chưa có chịu dừng. What? Cooking? Jacob mà nấu ăn hả? What the fuck? Detach. Ủa bây giờ mình phải gỡ miếng nó ra để cái khúc đầu chạy, khúc sau không chạy nữa rồi. Gỡ với detach ra. Đây, đâu có cái nút nè. Bấm dùng. Đủ. Ô cái nhỏ này nó đập bằng tay luôn hả? Ủa thằng kia ngáo luôn, không biết gì luôn. Đập bằng tay nhìn cứ như Iron Man nha. Bum 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 bum, rớt luôn, gãy luôn. Kinh thiệt. Đấy, con gái giờ ghê lắm. Đừng đuổi con gái. Đó là lời khuyên của mình.
Ồ, cái gì đây? Cái gì đây? Ồ. Ôi, coi chừng nó phát hiện ra mình á. Ồ, đâu, 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 đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đông quá là đông. Mình nghĩ là một mình khó như thế được, cho nên mình sẽ cố gắng stealth hết mức có thể. Và mình nghĩ là mình không nên đi qua mấy chỗ mấy thằng này. Nó đi đường vòng, như đi bên ngoài thử coi xong biết được không nữa. Cộng thêm cái nhạc nữa chứ bà. Đi lên đây thử coi được không ta? Mình đây có ai không? Kiểu đi cho chắc chắn thôi chứ đi nhìn nó có vẻ cái sao sao á. Trên đây thì sao nhỉ? Bên này chắc không có ai. Nó bảo mình là phải lên đây. Ê, cái cục này quen quen, nhìn giống trong Unity nè. Cắt một cái nó đẩy mình lên phía trên luôn nếu không nhầm. Đó, using lift đúng rồi, lift. Bấm X. Quá chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn. Rồi lên đây nè. Nó bảo mình lên đây. Ngon, quá đẹp. I need two more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? It's one of Green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Oh, be an assassin, giờ nó có một cái tutorial cho mình làm thế nào để trở thành kẻ ám sát chuyên nghiệp. Assassin sẽ mạnh hơn khi mà chúng ta đột nhập vào những chỗ nguy hiểm bằng cách đi về những chỗ cao hơn và dùng Eagle Vision để xác định được những mục tiêu, những cơ hội mà chúng ta có thể stealth hết nghĩa, đúng nghĩa luôn, và ám sát một cái mục tiêu một cách dễ dàng nhất. Hiding spot và những cái vật dụng có hữu ích sẽ được highlight bằng màu trắng. Ok. Và mình sẽ cố gắng, mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm assassin một cách là mình tìm những chỗ nào cao hơn và đi để có thể kiểu như là nó sẽ giống assassin hơn là mình bằng cách mình Rambo kiểu không stealth nhìn nó cũng kỳ ha. Leap of faith nè, leap of faith. Đó để thử coi, được 1 2 từ từ nha. Không ra 1 2 3. Đó. Quá đẹp luôn. Thằng kia nó vẫn không thấy mình ở đây. Ủa sao lại đây. Lẹ, vô đây, vô ngủ luôn. Ủa thằng kia phát hiện ra mình rồi, mình phải nhảy ra, nó phát hiện ra mình rồi. Mấy thằng này phát hiện lẹ lắm. Ngáo, thanh niên ngáo của năm là thằng này. Ôi, bên kia vẫn chưa phát hiện ra mình, Hết quá, cúi đầu xuống mà đi. Vẫn chưa phát hiện ra mình, đó. Ok, và mình nghĩ là mình nên đi bên này đi nhỉ. Và tìm một cái chỗ nào đó cao ráo hơn và đẹp hơn để lây lên trên. Đâu? Còn chỗ nào đó không? Giờ đây không biết còn nào nữa. Có hai thằng kia. Ủa mà hai cái thằng đó. Ủa có phải hai thằng đó đây đang đứng ngay trên một cái đồ gì đó. Nếu mà rớt xuống ngay đầu nó chắc là hơi bị đẹp gái luôn á. Hanging barrels, dùng dao chọi có thể làm rớt đó. Ê, đúng rồi, thử coi. Ồ, để chọi thử nè. Ú, đứng ngu nè. Ủa, mà sao cái cục nó mất tiêu? Ủa, mà xuống đây được không ta? Ôi, đi đường dưới thì nó cứ ghê thế đéo nào á. Ủa, mà nó cũng lên đây lại mà. Ở có hai thằng kia. Ủa, mà càng nhìn phải nói là cái bộ đồ của con nhỏ này càng lúc càng ngầu nha. Ngầu hơn thằng em của nó nhiều luôn á, nhìn rất là chất. Ôi, ngay đây có thằng đi, hồi lên đây đi. Chắc nó không thấy mình đâu. Hoặc là nếu mà thấy chắc nó chừa mình ra.
Ok, đừng có nhìn tao, ok. Ê, cái gì? Ôi, nó thấy mày rồi. Ôi, chạy. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ôi mẹ, mình còn có một cái, ây da trời. Mình còn có một cái mà chọn mà nó không chết nữa. Thôi kệ dẹp đi, chắc là không tìm mình nữa đâu. Chúng ta phải trở thành vô danh để tiếp tục. Chắc là nó hết dí mình rồi. Tới chỗ kia kìa. Mà thằng mập nó đứng ngay chỗ đó làm sao mà tới được. Ủa cái gì đây? Vanish. Có lẽ như chúng ta biến mất rồi, tụi nó không tìm mình nữa đâu. Ủa mà cái chỗ kia mất rồi. Ủa giờ nó bảo speak trên đây. Mình nghĩ là mình sẽ đi đường như trên này và mình đu sang bên kia, nó sẽ hay hơn là mình đi qua bên bên phải. Ừ, mình nghĩ là đường này nó trống mà. Ngại gì vết bẩn, ngại gì mà không đi. Có thằng đứng đó chắc là nó cũng không thấy mình đâu. Ồ, cái gì? Ủa, nó thấy mình luôn hả? Vãi kinh vậy. Từ từ nha, bình tĩnh. Smoke bomb hả? Ủa, nó đang thẩm vấn thằng này. Cái thằng nãy bị bắt. Đây. Smoke two. Như CSGO là đâm một. Ủa, coi tay đó kìa. Má không đích kìa. Ôi, thiệt chứ không đích. Má đâm một cái ngay mông luôn. Má tục thiệt chứ. Ah, thank you kindly. I was never such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now, untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, m'lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Ô, cái thằng đó. Mình vừa mới quay lại, nó mất mẹ rồi. Thằng này có vẻ đáng nghi ngờ hơn cái đám kia nữa đó. Ừ, mấy thằng này có vẻ ghê. Chạy đúng lẹ luôn, hoặc là nó làm cái quái gì á, tàn hình mẹ luôn rồi. Chết thật. Ôi, nó chắc nó đang tìm mình. Ở đây có cái cầu thang, mình nghĩ là nên đi cái đường trên đi. Đúng rồi. Thoát ra một cách tinh tế. Uncle N nhập. Ôi trời, mưa luôn, ghê vậy. Nó bảo mình phải qua kia. Chúng ta phải xác định được cái vị trí của cái chìa khóa. Ok. Hết hồn. Cộng thêm con quạ nữa chứ làm mình hết hồn tập 2 luôn á. Ý cái thằng mập. Không nên làm ồn làm cái gì. Ồn mới nhìn mà cái âm. Nó có cái dòng hiện âm thanh là kiểu như mình đi dễ biểu hiện hay ra tiếng nhiều hay sao á nha. Mình cũng không rõ. Tại nếu mình chạy có lẽ nó sẽ bị gì để dưới thằng này cái nè. Từ từ nha, bình tĩnh để xem cái thằng này dưới đây không. Sợ nhảy xuống cái thằng này sau có thằng nữa. Ồ, quá đẹp. Ồ, đằng sau không có ai hết á. Gọn, để loot cái đã. Ồ, sợ vú cái kiểu. Ồ, thằng này có cái throwing knife, có thêm một cái nữa nè. Này, ủa, nhìn xuyên qua đây được không ta? Không thấy ai hết á. Mình nghĩ là mình sẽ đi lên trên, nó sẽ tinh tế hơn. Cua tay đẹp gái hơn. Entry boy. Trong game này giờ nó có những cái cách gợi ý khá là ngộ nghĩnh, bằng cách là nó chỉ cho mình những cái điểm vô mà mình có thể vô, đột nhập vô, bằng cách nó chỉ là entry boy là cái chỗ mà mình có thể tiếp cận. Nghe tiếng nào đây? Not if value your life. Ôi, cái gì? Ôi, đứng ngay chỗ đó mình không thấy luôn á. Trời, mấy mình tưởng chỗ này trống. Ôi, có thằng đằng kia nữa. Identify target, những thằng nào màu vàng. Thằng nào màu vàng nè. Ô, what the fuck. Ê, thằng nào màu vàng. Ê. Ôi, vậy nãy mình chuẩn quá rồi. Nhảy xuống là đâm trúng cái thằng mà mình cần loot luôn. Mình hay quá. Đúng rồi nè. Mình nghĩ là tới thời điểm mà mình phải ra khỏi chỗ này thôi. Đây có đường ra không ta? Đây có thằng mập. Mình nghĩ lại rồi, thôi mình đi ra ngoài đi. She shouldn't be here. Nó nghe luôn hả? Ghê vậy.
Ôi lộn, nó thấy mình luôn, quá thôi phước. Thôi chạy chạy chạy, mình nghĩ là mình nên chạy. Nó đang ra rồi. Mà chắc nó cũng không nghe tiếng bít chân mình đâu ha. Ờ chạy đi cho nó lẹ. Chạy đi. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ, nó sẽ tinh vi quy mô lớn đến mức vậy. Ô cộng thêm cái nhạc bựa nữa chứ. Kiểu vừa hài mà vừa lén lút đột nhập cái kiểu. Trời mưa nó quá hợp. Ù nó chạy trên tường. Like an assassin. Quá hợp. Ê thằng mập bậy bậy bậy. Bậy nha dân chơi. Đi từ từ cái nhẹ. Ủa nó thấy mình rồi. Ủa smoke bomb là sao? Từ từ đi lấy cái dao ra. Đâu rồi? Ủa nó thấy mình rồi. Chết đi mập. Ủa mấy thằng mập này trâu bò thì chứ. Nói hai ba phát mới chết. Cho xin lại cái mấy hàng dao coi. Sợ mấy thằng mập như mày nó nuốt luôn cái dao. À đù, tao chọi hai con dao mà tao hu lại có một con dao là sao? Mẹ nói thiệt, mấy thằng mập như mày nó nuốt luôn dao rồi. Phải thật. Mình nghĩ là mấy cái chỗ hầm như thế là nó sẽ là cái secret lab, nó bảo là mình phải xác định được cái secret lab. Chỗ vô secret lab. Locate là xác định chỗ vô, mình nghĩ là nó sẽ nằm trong mấy cái chỗ như thế này. Ừ, mình nghĩ là vậy. Tại vì những cái hầm mà nhìn khá là ghê rợn. Ôi chuột không vậy? Có cửa nè. Ú, thì ra là trên cái dưới cái hầm nó dẫn ra một cái chỗ khác nữa nè. Ú, ghê ta. Ghê chứ mà nghe tiếng đâu đây. Đâu, đó một thằng. Còn nào đúng không? Ok, lên. Mình nghe chắc hết rồi. Ok. Mình nghĩ chắc là nó đâu đây thôi nhỉ? Ủa mình tưởng mấy cái chỗ này là cái secret lab rồi chứ. Nhưng mà nó không phải. Và bây giờ là mình phải mò trong cái đống trong đây là cái nào là secret lab đây. Đâu ta? Phải có cái gì đó khả nghi chứ. Come on, phải có cái gì đó khả nghi. Nó không có thể nào mà nó đơn giản đến mức như vậy được. Nhưng mà ôi, mày đừng có thấy tao nữa. Không có phụ nữ nào ở đây hết á. Má tao là đàn ông, chính xa tao ra. Lên đây, lên đây được luôn á. Ừ, má sao biết thế nãy không lên đây ta. Làm sao đi nhảy qua kia. Gặp thêm mấy thanh niên ngáo ngáo nữa chứ. Phải thật. Có lẽ tụi nó sẽ không thấy mình đâu nhỉ. Một thằng ở đây. Đó. Cái cơ chế điều khiển hơi kỳ. Đúng rồi. Nhẹ nhàng và tinh tế. Không thể nào mà chúng ta cứ đi mà không biết cái gì cả. Đi đây có thằng mập. Ủa sao người nó vàng khè mà nhìn nó tục á. Ý cái thằng mập này có vẻ như là nó có cái gì đó đặc biệt. Mấy thằng kia nó không có màu đổi màu vàng như thằng này. Ui giời. Quá đẹp. Ú thằng này nó màu vàng tại vì nó lướng canh cái cửa vô cái secret lab. Ú chìa khóa nè. Ú mấy nhóm nhỏ này công nhận tỉnh mắt level tỉnh luôn á. Mở cửa vô này nọ vô như đúng rồi. Không sợ nó phát hiện sao. Đóng cửa lại cho chắc. Ok. Đóng cửa lại cho chắc. Gì đây? Danger, nguy hiểm. Không thấy rõ. Gì đây? Main working. Công nhận. Nó rớt xuống đầu cái ăn gạch liền luôn. Main working overhead. Hình như ở trên đầu mình có mấy thằng đang làm việc. Activate. Đi lên trên cái kiểu. Back on track. To skill boys. Cái này skill upgrade. Chúng ta có thể kiếm kinh nghiệm bằng cách unlock burst. Bằng mở được mấy cái burst. Và giải quyết mấy câu chuyện của đám đông. Và hoàn thành những cái memory giống như cái sequence trong Assassin's Creed Unity và những cái nhiệm vụ phụ. Và cứ mỗi 1000 SP là chúng ta được cả hai luôn chứ. Là một skill boy cho cả hai để có skill mới. Và nếu như chúng ta lên level cao hơn thì chúng ta có thể
có những bộ đồ đẹp hơn và ngầu hơn và kinh dị hơn dành cho cả Eevee và Jacob luôn, theo mình nghĩ là vậy. Nói chung thì nó cũng không quá khó như hồi đó, nhưng mà mình nghĩ là đồ đạc nó sẽ ngon hơn nhiều. Mình nhìn cái bộ đồ đó khá là ngầu rồi đó, nhìn chất lắm rồi đó. Đấy, nhiều bộ đồ màu đỏ mà tướng quá sexy luôn. Ok, EV skill. Ủa, cái này như cho từng đứa hay là cả hai ta? Ok, mẹ đi. Double assassination. Nhưng mà mấy cái đánh dấu đỏ như là mình có rồi, hình như là vậy. Cái này mình cũng có rồi. Steel whistle, ừ, mấy này hình như mình có rồi. Còn cái này nữa ta? Như có cái double assassination là chưa có, nó bảo mình cần unlock thử nè. Ừ, được cái double assassination này nè. Ủa vậy nó bảo thêm nè, loot take down, kiểu như các bạn take down xong là nó tự động nó loot luôn, các bạn không cần phải bấm vô nữa. Eagle Vision 2 có thể nâng cấp cái Eagle Vision lên nó bằng cách nó nhìn xuyên tường luôn, cũng hay, nhưng mà không biết là mình có cần bây giờ chưa. Eagle Vision 3 gì đây, Gunslinger, thôi cái đó mình còn sao á. You find more common rafting. Mình quên nói các bạn là trong cái này nó còn có cơ chế ráp đồ để có thể ráp được đồ nó đẹp hơn, đồ vật dụng này, chứ không có đơn thuần là các bạn mua như phiên bản trước nữa. Mình không nghĩ là mình nên dùng loot take down, tại vì mình cũng chưa cần tiền gấp, tại vì nó cũng tiền nó không nhiều, cũng chả cần loot làm gì. Unstoppable, kiểu như kill streak á, combo streak á, các bạn cứ mỗi bao nhiêu giây á mà bạn không đánh nữa nó sẽ mất combo streak. Các bạn dùng này nó sẽ giữ thời gian lâu hơn để các bạn có thể giữ combo streak để có nhiều kinh nghiệm hơn. Máu kiểu, để coi máu hả, máu cái loot take down mình nên lấy cái nào ta. Double assassination, cái này mình không cần, mình nghĩ là mình máu đi. Ừ, máu đi, lỡ cái mình chết rồi còn có thể mà chống đối được chứ. Bây giờ có hai thằng để mình thử cái skill mới làm mới mở. Cái animation này nó giống cái animation của Unity, mình cũng không biết nói sao, nhưng mà nó cứ lặp lại những cái như thế đó mà nó không có thay đổi nhiều, tại vì mỗi thời đại nó sẽ khác chứ. Cách như thế là nó quá đơn giản rồi và ai cũng làm được. Thằng là đó là cái biểu tượng. Ôi cái gì? Ôi nó đứng ở đó mình không thấy luôn. Ôi mẹ ơi, đứng ngay đó, lần sau đứng chỗ nào mà tao thấy nha. Mẹ bà, đứng ngay đó mình thấy mình chết liền luôn á. Ok, đây có hai thằng nữa nè. Được, cái gì cũng phải bình tĩnh và xử lý nhẹ nhàng. Quá đẹp. Lút cái nhẹ nè. Má tướng này chết bựa thì chứ. Gì đây? Má công nội này chết nè. Má chết mà sờ tay ngay mông luôn ý chứ. Đó, được một cái throwing knife nữa nè. Có lẽ là lần này mình chơi đỡ hơn hồi nãy. Đây có ai nữa không? Mình nghĩ là không. Nếu như mình đi bên ngoài coi hẳn mình đi trái. Lút, nếu mình đi bên ngoài nó sẽ dễ phát hiện, mình nghĩ là mình đi bên trong đây luôn. Nó có nhiều cái chỗ để tiếp cận đối tượng hơn là chỉ đơn thuần là mình phải đi cái đường chính. Ồ, má mém này tụi tao kia thấy sao á. Mình nên cúi người xuống chứ đi khi ngang như vậy có ngày nó tát cho vỡ mồm. Đây, đi nhẹ nhàng và tình cảm. Gặp thêm cái nhạc nữa chứ trời. Swing đu dây, ồ, quá đẹp. Chạy luôn, chạy luôn. Đúng nghĩa parkour luôn. What the fuck? Piece of Eden. Piece of Eden là cái gì? Tụi này đang thí nghiệm cái gì vậy ta? Piece of Eden là cái gì? Mà sao tụi nãy giờ nó cứ đi tìm cái Piece of Eden mà mình không
không rõ Bishop Eden là gì. Ok, cứ đi giết cái ông đó trước đi tính. Có lẽ câu chuyện này sẽ giải thích cho mình sau vậy. Chưa hiểu bây giờ nhưng mà lát có thể hiểu sau. Kì có một thằng mập nè. Xem tìm đường nhảy xuống rồi. Đây đi được ta. Đây, ủa sao đây nhảy không được ta. Ủa kìa. Nhảy đi. Thôi mình đi xuống đi. Nghĩ là đây nhảy không được đó, chắc đi xuống đi. Ngay đây có cái đường ra, ủa sao mày nói mà không để ý ta. Biết hết mày nãy em nhảy nhảy luôn cho rồi, để mình lên trên lại đi. Vô lại, vô lại. Ok, để mình nhảy vô. Có nên ám sát mập này không ta? Nên mình nghĩ là mình nên xử lý hai thằng này trước. Mà tụi nó bắt đầu di chuyển rồi. Nên mình đổi ý định mình giết cái này trước đi. Đúng rồi, lại đây em. Này thì mập nè. Tôi ghét mấy thằng mập lắm nha. Tại vì mỗi lần tôi chém xong nó móc luôn con dao đến. Nhưng mà này có con dao được, ngon, đẹp trai. Nhưng mà hết đẹp trai bây giờ rồi. Mình lại hết cái kiểu như là mình chơi stealth nhưng mà mình phải giết hết 8 hết 8 lần này thì mình mới mới thấy nó thú vị thì mình giết hàng cuối cùng. Thì mình giết hàng. Oh what the fuck. Mình đâm dao hàng bên trái mà trúng hàng bên phải. Ngáo thì chứ trời. Rõ ràng là mình đánh thằng bên trái nha. Má mà nó trúng thằng bên phải, thằng lùn kia nó xuất hiện đó chứ. Má bựa thiệt. Bạn kia thằng kia đứng tốt thằng kia rồi, mình đi lướt thằng này cái đã. Đó. Ôi con ông nội này chết nè. Ôi con ông nội này chết không? Đi chụp cá lăng lên Facebook rồi. Thanh niên chết bựa của năm đây đó. Má chết bựa đéo ta được luôn. Đó, để lấy đồ coi nè. Vẫn chưa hiểu cái Bishop Eden là cái gì mà nó có cục tròn tròn. Đi giết cái hàng này coi coi. Đây. Đó, nhẹ nhàng tình cảm nè. Ôi má nhìn thốn thiệt. Đâm một phát ngay chỗ mà ai cũng biết là cái gì. Và nó thốn như thế nào. Ây da, chết kiểu này nè thì nó hơi ghê đó mà. Ok. Nghĩ là đây hết còn ai nữa đúng không? Lên đây được không ta? Cái máy mà. Mình sẽ cố gắng đi y cái đằng kia có thằng mập nữa kìa. Đó, mình bỏ sót thằng này ta. Một thằng, hai thằng. Còn hai thằng với ông nội đó. Để mình giết hai cái thằng đó trước rồi mình mới giết ông đó sau. Mà nó đứng cứ đứng giữa chừng vậy sao mình bay xuống giết ta. Cũng kỳ. Cái gì vậy trời? Hả? Ủa? Nhảy quá được không ta? Cũng được. Vậy thì cố giết hai ông nội này cái đã. Giết hết cho nó tinh tế chơi. Qua kia. Mỗi lần bấm R2 bấm X nữa nó mỗi lần nó di chuyển hơi kỳ. Now we really have something. Này trước nha. 1, 2, 3. Đó. Đúng rồi. Ý, ông nội kia đi. Nó là chỗ đó. Mình có nên giết ổng luôn không ta? Họ đi giết thằng mặt này giết rồi phóng xuống đó. Chỗ ổng sao? Ý, đứng chặn rồi. Đứng mấy cột. Ý, vẫn trúng. Rồi đây, còn mình ổng rồi đó. Quá đẹp trai. Does anyone see what happened? Không ai thấy nó lăn tự nhiên nó lăn đùng nó chết rồi, không ai thấy gì hết á. Ừ, cứ đi tiếp đi, đúng rồi. Hi. Tới giờ ám sát rồi. Hi. Đó, phải vậy, đúng rồi. Good night old man. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not.
God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Starik. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Ôi giờ nó nổ rồi má, mình phải chạy lẹ đi. Chạy đi mấy đứa, chạy đi mấy đứa. Ông nội kia còn đứng nhìn nữa chứ, what the fuck. Chạy đi. Má sát răng đùng rồi, không qua khỏi rồi. Ôi rồi ha, nhảy đi. Ủa cần gặp cái nhạc nữa chứ, bựa đéo tả được luôn. Ôi má giờ cái mình. Rồi tạp hết game, nghỉ. Ôi vẫn còn sống, lên. Tiếp. Slide under, nhảy xuống. Ồ. Tưởng nãy tạch game rồi chứ. Ôi mém chết. Giờ chúng ta phải đi tìm đường ra, chứ không là tạch trong đây luôn. Nhưng mà nó chừa nhỏ này ra, chắc là không sao đâu nhỉ. Assassin đâu có chết nhảm gì được, trừ khi nó chết nhảm thiệt. Escape the debris. Ôi gạch đầy nhóc luôn, gạch đầy luôn. Gần xong rồi. Sắp qua rồi. Cố lên em ơi. Come on, đúng rồi. Gần ra rồi, đúng rồi. Một tí nữa thôi, một xíu thôi. Này sắp ra rồi. Lên. Ta đã thấy ánh sáng mặt trời. I see light. Ta đã thấy ánh sáng mặt trời và chúng ta đã tìm thấy ánh sáng mặt trời. Oh yeah. Ê, nhưng chúng ta lại ngay chỗ mà thang máy hồi nãy. Và chúng ta đã hết cái sequence 2. Ủa, sequence gì mà hết lẹ vậy? Mà đằng nào cũng xong rồi. Hay quá, đúng rồi. Phải vậy chứ. Was that explosion? What explosion? EV. Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not all mean... went according to plan. There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob, you derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, the gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father! You could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London.